Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Thái Xuân. Nhà thờ giáo xứ Thái Xuân ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.